Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kỷ niệm 5 năm bên nhau. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là hai đỉnh lưu lượng chính ít top đầu Cbiz, lần đầu tiên hai ngôi sao đóng chung phim là ở Trần Tình Lệnh năm 2019, bộ phim đam mỹ chuyển thể này cũng là đòn bẩy giúp Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vươn lên hàng sao hạng A và gặt hái được nhiều thành công như hiện tại. Vào ngày 27 tháng 6 năm 2024 là ngày kỷ niệm 5 năm Trần Tình Lệnh do Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đóng chính lên sóng, các fan của bộ phim và đặc biệt là fan couple Bác Quân Nhất Tiêu được dịp mở tiệc ăn mừng. Có thể nói, đến nay Trần Tình Lệnh vẫn là một trong những bộ phim cổ trang được nhắc đến nhiều nhất. Trước khi lên sóng, Trần Tình Lệnh không được công chúng chú ý nhiều vì dàn diễn viên không quá nổi tiếng. Thế nhưng phim vừa lên sóng đã gây sốt màn ảnh nhỏ với màn tương tác cực mượt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Không chỉ khiến khán giả đứng ngồi không yên trên màn ảnh nhỏ, hậu trường của hai sao nam chính ít này cũng khiến dân tình không khỏi suýt xoa. Trần Tình Lệnh là bước đệm để Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gặt hái thành công lớn như hiện tại. Sau khi phim kết thúc, cả hai đều trở thành đỉnh lưu lượng và được mời tham gia nhiều dự án phim lớn. Nếu Tiêu Chiến liên tục thành công ở mảng truyền hình, thì Vương Nhất Bác lại còn tấn công màn ảnh rộng. Đặc biệt trong năm 2023 vừa qua, hai ngôi sao trẻ này đã chứng minh địa vị và sức hút của bản thân qua loạt tác phẩm thành công. Đã 5 năm kể từ khi Trần Tình Lệnh lên sóng, đến nay nhiều khán giả vẫn mong ngóng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có thể tái hợp trong một dự án phim khác. Loạt nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất 6 tháng đầu năm 2024, Triệu Lộ Tư vượt xa Bạch Lộc, Dương Tử. Douyin là một trong những nền tảng mạng xã hội cho thấy độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của các nghệ sĩ Hoa ngữ. Mới đây, bảng xếp hạng chỉ số tìm kiếm tích lũy trong 6 tháng đầu năm 2024 của loạt diễn viên, ca sĩ nổi tiếng đã được công bố. 1. Vương Hạc Đệ. Theo đó, Vương Hạc Đệ là sao nam độc chiếm top tìm kiếm của Douyin năm nay. Tuy không có phim nào lên sóng, nhưng nam diễn viên vẫn chăm chỉ tham gia nhiều chương trình giải trí với visual ấn tượng. Vương Hạc Đệ có hơn 1 tỷ lượt tìm kiếm trên nền tảng này. 2. Triệu Lộ Tư. Ngay sau Vương Hạc Đệ là Triệu Lộ Tư với 940 triệu lượt tìm kiếm. Tìm kiếm về nữ diễn viên đa phần liên quan đến ngoại hình khác lạ, việc giảm cân, phong cách trang điểm cũng như phối đồ cực nịnh mắt. 3. Bạch Lộc. Bạch Lộc có 900 triệu lượt tìm kiếm, có liên quan đến những khoảnh khắc trong chương trình giải trí Kiếp Trang Ninh cũng như ảnh clip từ đoàn phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Lâm Giang Tiên. 4. Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh dù có bộ phim khá hot lên sóng là Giữ Phượng Hành, nhưng chỉ thu về 870 triệu lượt tìm kiếm trên Douyin. Nữ diễn viên được khen ngợi vì kinh nghiệm, dành nhiều tháng để luyện tập các phân cảnh bay trên không, múa thương. 5. Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác có 650 triệu lượt tìm kiếm trên Douyin. Nam diễn viên được chú ý nhờ vai diễn trong Truy Phong Giả và những lần xuất hiện với mái tóc giả, gương mặt lạnh lùng vô cảm trong loạt sự kiện. 6. Dương Tử. Dương Tử gây thất vọng vì có hai bộ phim lên sóng là Muốn Mãi Mãi Yêu và Thừa Hoang Ký, nhưng lượt tìm kiếm không nhiều, chỉ khoảng 610 triệu lượt tìm kiếm. 7. Thành Nghị. Thành Nghị có thành tích khá kém với 450 triệu lượt tìm kiếm trên Douyin. Nam diễn viên không có tác phẩm phim hay động thái gì nổi bật. Sau nhiều lần trì hoãn, Thành Nghị đã khai máy phim Hồ Yêu Tiểu Hồng nương phần Vương Quyền Thiên. Vĩnh Dạ Tinh Hà, mô típ ba xu liệu có cứu được hàng tinh dẫn lực. Vừa qua, dự án Vĩnh Dạ Tinh Hà đã đăng tải trailer và poster mới nhân dịp chiêu thương, bối cảnh phim hoành tráng, phụ kiện tinh xảo, trang phục với những đường may cầu kỳ, cho thấy hàng tinh dẫn lực không phụ sự mong đợi của khán giả, hứa hẹn tiếp tục mang đến những thước phim đẹp lung linh cùng loạt tạo hình hút mắt. Những bộ phim do hàng tinh dẫn lực sản xuất trước đó như Thương Lan Quyết, Bảy Kiếp May Mắn và Hồ Yêu Tiểu Hồng nương phần Nguyệt Hồng Thiên cũng nhận được nhiều lời khen về tính thẩm mỹ cao. Thế nhưng, trong khi Thương Lan Quyết lội ngược dòng trở thành hắc mã, Bảy Kiếp May Mắn và Hồ Yêu Tiểu Hồng nương phần Nguyệt Hồng Thiên lại flop thê thảm. Dù được đầu tư khủng, lần trở lại này của hàng tinh dẫn lực với Vĩnh Dạ Tinh Hà được mong chờ hơn bao giờ hết, đặc biệt khi phim có sự tham gia của cặp đôi gà bông gây sốt mạng xã hội một thời là Ngô Thư Hân và Đinh Vũ Hề. Mô típ xuyên không, công lược nam chính ba xu, có gì đáng để mong chờ? Vĩnh Dạ Tinh Hà là bộ phim huyền huyễn được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa của Bạch Vũ Trích Điêu Cung. Nội dung phim kể về Lan Diệu Diệu do Ngô Thư Hân đóng, cô gái đến từ thế giới hiện đại, vô tình xuyên không vào quyển sách Tróc Yêu nổi tiếng. Trớ trêu thay, Lan Diệu Diệu không đầu thai thành nữ chính mà phải ngậm ngùi làm một phản diện nhỏ bé, người người đều ghét. Nhiệm vụ của cô là ngăn cản mối nhân duyên giữa Mộ Thanh với chị gái Mộ Dao của hắn, đồng thời bảo vệ Mộ Thanh khỏi sự mưu hại của nữ phản diện chính.
nhiệm vụ cuối cùng và quan trọng nhất giúp Lăng Diệu Diệu quay về thời hiện đại. Lăng Diệu Diệu phải khiến Mộ Thanh rơi vào lưới tình với mình. Ở nửa đầu trailer, quá trình Lăng Diệu Diệu thực hiện nhiệm vụ vô cùng gian nan, gần như bất khả thi, khi Mộ Thanh một lòng son sắt với chị gái Mộ Dao và cực kỳ ghét Lăng Diệu Diệu, Lăng Diệu Diệu đành phải mặc giày, bám theo lấy lòng Mộ Thanh khắp mọi nơi. Dần dần, cô nàng cũng cảm hóa được Hắc Liên Hoa lạnh lùng tàn độc. Nửa sau trailer hé lộ những phân cảnh đau thương về số phận bi kịch giữa Lăng Diệu Diệu và Mộ Thanh. Lúc này, mái tóc của Mộ Thanh đã nhuốm bạc, ánh mắt chuyển thành màu đỏ sắc lạnh tràn ngập phẫn nộ. Vĩnh Dạ Tinh Hà không chỉ xoay quanh hành trình công lược Mộ Thanh của Lăng Diệu Diệu, mà còn mở ra một thế giới phép thuật kỳ ảo với tuyến nhân vật đồ sộ và những bí mật chờ được khám phá. Hơn thế nữa, đây không chỉ là một bộ phim về tình yêu, mà còn là về tình bạn và tình thân, hứa hẹn có thể lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Đoạn trailer chỉ vỏn vẹn hơn 2 phút, đã giúp Vĩnh Dạ Tinh Hà ghi điểm trong lòng khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng, Vĩnh Dạ Tinh Hà vượt sự mong đợi của họ dành cho kịch bản gốc, hiện phim có hơn 100 triệu lượt đặt trước. Ngô Thư Hân tái hợp tình cũ Đinh Vũ Hề, Chem City tràn màn hình. Cặp đôi Ngô Thư Hân và Đinh Vũ Hề là một trong những yếu tố khiến Vĩnh Dạ Tinh Hà chưa chiếu đã gây sốt. Cả hai từng hợp tác với nhau trong phim hiện đại Khúc Biến Tấu Ánh Trăng với những khoảnh khắc cực kỳ ngọt ngào, đáng yêu. Chính vì thế, khán giả rất mong chờ cặp đôi gà bông này tái xuất. Lăng Diệu Diệu được xây dựng là một cô gái thông minh, lanh lợi, biết quan tâm, chăm sóc người khác. Đây là kiểu nhân vật sở trường của Ngô Thư Hân. Cô nàng từng thể hiện tròn trịa những nhân vật có thiết lập tương tự như Tiểu Lan Hoa trong Thương Lan Quyết, Điền Tâm Thất trong Thiếu Chủ Đi Chậm Thôi, Việt Kỳ trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6. Đinh Vũ Hề vào vai Mộ Thanh, bên ngoài lạnh lùng tàn nhẫn, bên trong nhiều vết thương lòng. Mộ Thanh vốn là yêu quái, không được người đời dung thứ, thế nên lúc nào hắn cũng cẩn trọng, tạo nên vỏ bọc khó gần, nhằm không cho ai tiếp cận. Lăng Diệu Diệu lại không hề để ý những chuyện đó, luôn cố gắng tiếp cận hắn, vụng về quan tâm hắn, khiến trái tim hắn từ từ tan chảy. Nhân vật Mộ Thanh có nội tâm tương đối phức tạp, là kiểu người một khi đã yêu sẽ yêu hết mình, với thiết lập tính cách trái ngược nhau, một bên như ánh dương rực rỡ, một bên là bóng tối u ám. Cặp đôi Lăng Diệu Diệu và Mộ Thanh hứa hẹn mang đến cho khán giả một chuyện tình khắc cốt ghi tâm, vừa ngọt ngào vừa ngược hết tâm can. Trong đoạn trailer và những cảnh quay hậu trường, người hâm mộ được một phen tiểu đường vì Chem City bùng nổ của Ngô Thư Hân và Đinh Vũ Hề. Chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm của cả hai cũng đủ khiến khán giả phát sốt. Dàn diễn viên vi dùa sáng ngời, tạo hình lung linh hết nước chấm. Công chúa dẹo Ngô Thư Hân tiếp tục đốn tim khán giả. Với tạo hình khả ái yêu kiều của nhân vật Lăng Diệu Diệu, cô nàng diện nhiều kiểu trang phục với đường may chỉnh chu tỉ mỉ. Với mỗi một bộ cánh, Ngô Thư Hân lại có một kiểu tóc khác nhau, khi thì tóc búi cao tinh nghịch, khi thì tóc đuôi sam dịu dàng. Nhân vật Mộ Thanh của Đinh Vũ Hề được khen là sát với nguyên tác. Nam diễn viên thường xuyên diện trang phục có màu đen làm chủ đạo, phối với sắc đỏ và vàng, giúp tạo nên cảm giác bí ẩn và quyền lực, nhưng không hề nhàm chán. Bên cạnh Ngô Thư Hân và Đinh Vũ Hề, dàn nam thanh nữ tú góp mặt trong Vĩnh Dạ Tinh Hà cũng làm khán giả mong đợi không kém, đặc biệt là Trúc Tự đang vai Mộ Dao và Trần Đô Linh vai Kính Yêu. Bối cảnh hoành tráng, kỹ xảo đỉnh cao, thẩm mỹ đẹp đến rung động lòng người. Hàng tinh dẫn lực đã thành công mang đến cho khán giả một thế giới phép thuật nhiệm màu, từ bối cảnh quay, tạo hình nhân vật, kỹ xảo đều được chăm chút kỹ lưỡng, tạo cảm giác sống động. Người hâm mộ nóng lòng chờ ngày Vĩnh Dạ Tinh Hà lên sóng để có thể theo dõi chuyện tình giữa Lăng Diệu Diệu và Mộ Thanh. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến một thế giới tiên hiệp hoành tráng với sắc màu huyền ảo hấp dẫn. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.